Âm thanh chất lượng thì rất là cao và Thắng Audio thì luôn phục vụ các bác những cái tầm giá cực kỳ là tốt để cho các bác bốc được những cái sản phẩm yêu thích. Trước mắt các bác thì Thắng Audio hôm nay muốn giới thiệu với các bác một bộ dàn âm thanh của Nhật gồm có một đôi diatone. Dòng này là dòng 800Z. Các bác chơi có nhiều đời nhưng đời hôm nay về đời cao là đời 800Z. Các bác có thể nhìn thấy sở hữu một con bát 30, một con trung và một con tép đôm. Với cái cấu hình diatone 800Z các bác có thể nhìn thấy ra đời năm 1994. Bây giờ là hơn 20 năm rồi mà cấu hình của nó vẫn còn đẹp xuất sắc như thế này thì các bác phải phải nói là cực kỳ là chất luôn. Với cái chiều cao và cái cân nặng của cái đôi này. Đôi này thì một đôi khoảng tầm trên dưới 50 kg. Và ngang của đôi này gần 40, cao là 70 và sâu là khoảng 30, khoảng hơn 30 một chút. Công suất chịu lực của đôi này, em nhớ không nhầm, đôi này là 150W một thùng. Trở kháng là 6 ohm và đương nhiên là độ nhạy của nó là trên 90 dB rồi. Đôi này 91 hoặc 92 dB, chút em sẽ quay đằng sau cho nó cụ thể. Các bác có thể nhìn thấy em đang ghép cùng với cả một con âm ly Sansui AUD707X. Dòng này thì rất là lực. Các bác nghe những cái dòng này thì tiếng nó rất là sâu, nội lực. Ngoài diatone các bác có thể ghép được nhiều các cái dòng loa khác nhau. Dòng diatone và Sansui hôm nay em ghép cho các bác thì Sansui D707X thì em có rất là nhiều cái clip để tháo ra để cho các bác cùng ngắm. Con này thì nó sở hữu một con nguồn chạy một nguồn xuyến rất là to và bốn con tụ lọc. Và đặc biệt hơn là con này nó chạy 8 con sò than. Để tiếng rất là ngọt, mềm. Ngang của con này ốp hồi gỗ hai bên, hồi gỗ như màu gỗ hương cánh gián như đấy ạ. Ngang của 707X nó khoảng tầm 47 48 cm. Cao cao thì khoảng tầm 16 17 các bác ạ. Và sâu con này thì là gần 45 cm. Hồi gỗ hai bên các bác đây em sẽ quay ra cho các bác hai cái hồi gỗ hai bên này rất là đẹp luôn. Có thể nhìn thấy hồi gỗ mới cứng cỏng rất là đẹp luôn, thành vách cũng rất là đẹp. Các bác nghe hay thì lại còn phải bày đẹp nữa, là bây giờ là cái phương châm là đưa ra đầu tiên cho các bác: nghe hay, bày đẹp, cầm tiền tốt. Đấy là đặc trưng của người Việt mình. Một bộ phối ghép như này các bác có thể thêm một con vang JBL K12 có cổng quang, các bác chạy cùng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Với một bộ tổng thể hôm nay như dòng Sansui 707X thì con này sản xuất năm 1900, em nhớ không nhầm thì năm 1984. Các bác có thể xem lại cái review của nó, nhưng mà chắc là con này sinh năm 1984, bởi vì là dòng này chứ con này một đôi loa thì 94 mà thằng anh của nó là 84. Nội lực của nó thì bộ đấy ghép với nhau thì tuyệt vời là hay. Các bác có thể có loa rồi, các bác mua âm ly ghép được rất là nhiều các cái dòng loa khác nhau. Ví dụ như một bộ hôm nay em giới thiệu cho các bác thì tổng thể em báo giá cho các bác bộ cực kỳ là đẹp, tuyệt vời, nghe rất là hay. 21 triệu 800 giá cực sốc. Tất cả đưa ra giá cho các bác thì phải nói là cực kỳ là tuyệt vời khi mà Thằng Audio đã cân lên để cho các bác chọn được các bộ sản phẩm ưng ý mà tiếng lại dày dặn, tiếng rất là ngọt, hay, đầm. Không thể mất nhiều thời gian của các bác, em xin mời các bác thầm âm. Đây, 707 rất là đẹp luôn. Hẹn những anh đừng đến em để một mình em dẫu.
Còn sản dụng thì công suất là 320W các bạn. Thật là tuyệt vời, mời các bác liên hệ với em theo số 0983698887. Rất là cảm ơn các bác.